Không, em lấy chồng lúc em mới có 10 12 tuổi à, 11 12 tuổi. Rồi giờ sinh nở con bây giờ biết ở đâu nữa hả? Không biết. À, giống kiểu... Hôm nay ông Trần với lại tiểu tử đi thăm một cái hoàn cảnh, sẵn đường ghé ngang qua thì hoàn cảnh này rất là tội nghiệp luôn, để coi thử hoàn cảnh như thế nào ở phòng trọ. Phòng trọ này tập thể, cái khu nhà này lâu đời lắm đó. Hello chị. Gọi đi. Đơn sơ không? Nhà không có nhà vệ sinh đó. Ủa gì vệ sinh chỗ nào vậy? À, vệ sinh công cộng hả? Mình ngang cái nhà này khoảng mét mấy à, bề dài thì khoảng 4 mét. Nhà đơn sơ vậy ha. Không có chỗ ngồi luôn. Nhà ngồi đại đơn sơ. Chào ha. Hello mọi người, chị. Chị chào mọi người cái. Dạ em chào. Chào chào. Nghe nói chị cũng bị thần kinh hả? À, bị bệnh á anh, bị bệnh đầu á. Rồi chị bán vé số hả? Chị tên gì? Thành. Bán vé số tên Thành mọi người. Ngày bán được bao nhiêu tờ? 110, 120 tờ anh, lên 110 tờ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 42. 42. Nghe nói ngày xưa chị mướn phòng này với lại ba chị hay sao? Hai cha con à. Hai cha con. Ổng sao vậy? Ổng bị té nhà tắm, nghe lộn với em rồi tự nhiên bữa đó té nhà tắm liệt luôn. Rồi mà là ổng bị tai biến luôn hả? Tai liệt luôn, tai rồi chân đi được mà chậm lắm. Chắc giờ chỉ nằm chỗ hay sao? Nằm ngồi vậy cũng được, ăn nằm với ngồi không à. Nhà mẹ? Mẹ chết rồi. Mẹ chết mấy năm rồi? 4-5 năm rồi. Vậy chị chồng con sao rồi chị? Em có chồng mà có đứa con rồi, đẻ không biết đâu rồi, nhà em ở đến giờ có người đâu quen mình, má em không có chịu cho lấy rồi bà ốc chết rồi. Rồi con chị giờ nó ở với chồng của chị hả? Là chia tay luôn hay sao? Không, ở đâu không có biết luôn. Không biết luôn. Không. Là có người, có đứa chồng, có con. Bây giờ lấy người đó rồi đẻ rồi giờ đó không biết luôn. Rồi con. Con nó, chắc người ta lấy rồi không có biết, không có biết. Không biết luôn. Lại nhà này làm thêm tháng nhiêu? 1,5 triệu anh. Gì hả? Nhà chỉ đơn sơ thì cũng không có gì đúng rồi, tiền nào của nấy sao mà phân bì được, nhà 1,5 triệu nha. Đồ đạc lim lá chân gọn gàng. Bây giờ hoàn cảnh của em giờ cũng khó khăn. Mẹ thì đã mất rồi. Rồi ba thì bị tai biến nằm chỗ. Rồi bây giờ em có về thăm ba mẹ không? Là ba. Có bữa về chứ sáo cho tiền không đánh tiền số luôn về để cho bà nội về có lần. Nhờ gì hả? Rồi lúc mà em có chồng rồi con không biết luôn hả? Không, em lấy chồng lúc em mới có 10 12 tuổi à, 11 12 tuổi. Rồi sao nữa con bây giờ biết ở đâu nữa hả? Không biết. À, giống kiểu là đẻ con ra giờ biết con để đâu không biết. Chắc bị người ta lấy con chứ không có bé. Mà lúc đó là chị mới 12, 13 tuổi hả? Có 12 tuổi hả? Đẻ con là lúc năm bao nhiêu tuổi? Bữa năm đó lấy chồng rồi đẻ đó chứ đâu có biết cái gì đâu. Rồi ngày chị bán được 120 tờ. 120 tờ anh, chiều bán rồi về, 6 giờ về, sáng trưa nên giờ lúc gì về nè. À, bán từ chiều tới sáng hả? Chiều nghỉ rồi sáng bán, nghỉ hết rồi sáng bán hết rồi lấy cái khác bán. Nãy chị nói chị tên gì quên rồi? Thanh. Chị Thanh hả? Dạ. Nhưng mà ở mình mà trên nhà chuộng dùm la hết trơn. Em vậy bao lông á, để đồ hơi nhiều chứ em dẹp bớt. Dùm lâm dùm la phải dẹp bớt bớt gọn gọn rồi. Ra sách luôn, cái nào gọn gọn thôi. Nhưng mà quá cho bài lâm dùm la chứ. Vậy là không chồng không con ở phòng trọ một mình, giống như kiểu là hồi đó có 12 13 tuổi không phải gọi là cưới chồng mà gọi là bị sao đó. Rồi giờ em ở nhà con. Nội á, về nhà rồi má em mới lấy chồng đó. Rồi đẻ đứa con ra là mấy tuổi là chồng mới bắt đi? Mới đẻ ra để đó không có thấy rồi. Giống như là
Có mình em mà, còn mình em mà chứ đâu có gì được. Con cái thì biết đâu luôn. Mới đẻ ra thì là người ta bắt con rồi. Bắt con rồi. Rồi sau đó là nghe nói chị cũng không được bình thường sau đó hay bị sao? Bệnh ở nhà bà nội bị bệnh đó, thím gái biết mà không? Thím gái thấy mà. Bị bệnh nó mới đi uống thuốc uống chứ không bệnh nó uống nằm. Ủa vậy là chị uống thuốc tâm thần hả? Ờ, tâm thần nó bị khùng. Rồi rồi rồi. Giấy không? Giấy không? Okay. Bệnh viện hả? Sổ không? Để lên trên đó rồi. Ghi thuốc không à, ghi trên thuốc không có gì đâu. Rồi bình thường chị có uống thuốc hàng ngày không? Có, ngày nào uống á. Khi có bữa uống khi... Đâu em coi viên thuốc của chị. Đâu có thuốc làm sao đâu. Để đâu thuốc có trong vỏ nè, để em lấy nha. Hai bữa thì là hai bữa thì có sắp hết thuốc rồi. Thuốc à. Thuốc không mua 8 cho mấy. Thuốc là coi đi. Đó, đó là sáng chiều. Sáng chiều hả? Ừ, sáng 2 viên, chiều 4 viên. Ủa, bệnh viện anh ơi. Đây là lô bệnh viện nào? Bệnh viện nhiệt đới. Bệnh viện đường chỗ Văn Kiệt, chỗ Văn Kiệt ở trái cái nhiệt đới đó. 192 Hàm Tử. À, vậy là ngay chỗ bệnh viện Hàm Tử hả? Bệnh viện điên đó, cái chỗ đó đó. Đúng rồi, nhiệt đới. Sát bên bệnh viện nhiệt đới là bệnh viện điên đó. Bệnh viện chỗ bà chỗ hôm bữa khám cho chị khùng á. Ờ, đúng rồi. Là cứ uống thuốc này, không uống thuốc này vô thì sao? Thì nó cũng khó chịu, người nó quậy quậy ớn ớn vậy đó. Rồi uống thuốc vô nó mới bình thường là. Hết thuốc, gần hết thuốc phải uống. Một ngày uống một viên hay sao? Ngày uống 2 viên, thì sáng 2 viên, chiều 3 viên, khi 4 viên vậy đó, 3 4 viên à, không có 5 viên. Nó chia ra vậy đó. À. Dạ, cảm ơn. Vậy là chứng tỏ là chị cũng có tâm thần, có giấy, giấy luôn rồi. Có giấy tâm thần rồi. Uống thuốc mỗi ngày đều đặn. Tết năm nay chị ăn Tết như thế nào, mua đồ chuẩn bị như sao? Em ở nhà em ăn Tết thì cứ gì chú Sáu á có cho thịt kho thì khỏi mua thịt, còn nếu không thấy không cho mua thôi. Ngày gì cũng cho nó hoài gì. Rồi chị bán vậy tiền lời đủ xài không? Đủ mà. Có gì đó đủ mà. Có ăn cơm thì bình thường thôi. Nhà chỉ bữa. Tài sản quý giá nhất là toàn là chai lọ không à. Cái tivi nữa. Còn cái tivi này chắc sáu chắc sáu ba đó bữa. Tivi này giờ giá trị nó có 100 ngàn 200 ngàn gì thôi à. 50 ngàn không ai mua. Ủa, có cái tivi của má mua vừa lắm, có 20 inch 14 inch gì đó mà rỗi đó. Tivi này nó cái này thôi. Rồi anh em chị bao nhiêu người? Ba chị, ba đứa à, hai chị, ba đứa gái à. Này lớn nhất hả? Nhỏ. Nó là nhỏ Út nhất đó. Nhỏ. Kế Út. Mấy người kia nhỏ Út rồi. Út hả? Cũng hoàn cảnh có ba chị em, cái này là Út. Nó cũng muốn nhà ở. Rồi à. Thứ hai thứ ba. Thứ hai thứ ba cũng muốn nhà ở, cũng có chồng, lại hai người có chồng rồi. Phải kinh như em ở mình đâu. Thì bán vé số gì có anh nào ảnh ghẹo à, ảnh thích không? Nói có gì đâu, mua số không có gì hết á. Chứ anh không có ghẹo anh không, không thích luôn hả? Mấy người nó mua vé số không à, đâu có thấy. Hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 41, 42 rồi đó anh, 42 rồi. 42. Tuổi gì nhớ không? Tuổi con chó. Tuổi tức. Đó. Hay là phải chắc 42. À, 41, 42 gì đó quên. 41. À, 41. Cái sổ nó để tôi giữ kìa. Nhà chỉ ngọ nhỏ lắm mọi người. Ngồi cũng không cho ngồi. Mọi người thấy chưa? Đó. Thảm thương quá trời, hoàn cảnh khó khăn. Thấy không có gì đáng giá nữa. Có một cái tivi đáng giá. Tội nghiệp hoàn cảnh, con này là gì vậy? Tủ để đựng đồ á. Trời ơi, nãy là dẹp bớt bằng gọn lại. Bây giờ nó nghe nè, bây giờ thấy em hoàn cảnh rất là khó khăn. Ở đây là anh Hương Trình đó, là quay YouTube cho em. Ví dụ mà mọi người đều thương em á, hiểu không? Dạ mong. Cả em nghèo, khó khăn á, giờ em đi bán vé số về. Mọi người giúp đỡ em, mọi người làm cho em làm ăn có tiền được rồi. Bây giờ thí dụ như giúp đỡ là giúp đỡ làm sao? Em cũng không hiểu. Ủa, thích dọn nhà hả? Không, em ở đây mà bữa người ta có đi không? Chắc đi không biết. Em có đi không? Không, em ở đây à, đi đâu? Có tiền ở đây. Ôi, chị phải dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ, nó đừng có dơ dái. Cơm gà ăn thôi. Cái gì mà em bài quá trời bài. Rồi là bộ đồ nào bạc nó có thao sẵn, nó giặt xin ra phơi lên. Chú Sáu kêu chú Sáu đem thùng đồ của ba con về đi, bỏ đồ của ổng rồi. Đồ của ổng
quá trời quá đồ đây nó ba nó đi rồi ba nó quá trời ba nó bệnh rồi đồ của ba nó để vô đó đó. Chị cố gắng dọn cái phòng lại em ngồi mà thấy cũng hôi hôi rồi đó. Dơ dữ lắm. Dơ dãi mình sạch sẽ lại. Với lại bán vé số là phải sạch sẽ. Ở mình thôi mà ăn cơm thì mà ăn cơm mình mua nấu nhà chút chút thôi. Giờ nữa nấu đó hay mua cơm ăn 2.000 mua 5.000 rồi mà ăn cơm thì nọ mua rồi ăn lên. Vì em bài quá cho bài luôn. Lấy cái bọc bự đó thôi. Bỏ vô gom gom gác mình đổ gác rồi mình lấy mấy bao bỏ rồi xài gì một tháng đóng tiền điện nước nhiêu không tiền điện nước luôn 1.500.000 đó mà cũng được ở đâu mình nhà không chủ không có nhà điện chủ nhà cũng dễ thương cũng thương hoàn cảnh thằng đó đó chủ nó tinh tinh đó. Vậy mà cái phòng này ngày xưa ở hai người á, em nằm ở đúng ở đâu? Rồi, mình chưa có sửa chưa đó, hai người mới ngăn cách lại nè, mới có nằm này chứ. À, có nghĩa là hôm bữa ở bự, bây giờ ở nhỏ. 2 triệu à. Giờ xong rồi giờ ba nó dọn đâu coi nó về nữa rồi nha. Ha, 1.000.000 bán số đó, ông bỏ 1.000.000 con món 1.000.000 bán trong nhà hai người. Là lúc trước ba ở đây ba cũng bán vé số luôn hay gì? Chị xe. Xe tải á, ví dụ ai mà chở thuê cái gì á, thuê ví dụ dọn nhà cửa đó, để đồ gì đó. Ví dụ xe đó giờ bán rồi na tăng kẻ ghề à, xe hư luôn trơn rồi. Xe giống như xe ba bánh vậy hả? Là thần kinh không ổn định nữa, 12 tuổi rồi đã có con rồi, 23 tuổi. Giờ con không biết để đâu luôn hả? Không, nó chắc bị bệnh không có được nó con hay gì hết. Giờ không biết luôn. Không có nghĩa là cái trường hợp đó là chưa đủ vũ tình niên, nếu mà nuôi đứa con mốt công an nó vô xét là cái người chồng là ở tù đó chứ không. Nhưng mà chồng nó biết đâu chồng đâu. Giờ cũng không biết chồng là bệnh vậy rồi giờ nào ông mày đàn nhậu xong rồi qua lợi xong rồi giờ đẻ đứa con rồi biết cái con biết đâu luôn. Giờ biết con luôn. Giống giờ con biết luôn. Trời ơi. Rồi giờ cũng không biết chồng nữa, nói có chồng chứ không phải có chồng nữa, không biết là ai luôn. Bị vậy rồi thấy bị vậy á rồi xong rồi đó, người ta mới hiếp đồ đó. Đó thì đương nhiên rồi hoàn cảnh đó. Bởi vậy thì đàn ông cũng sao mà nội phụ nữ nó khổ lắm. Em phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là buôn bán thì đồ mặc cũng phải là sạch sẽ để khi mình tiếp xúc với khách á là sạch sẽ. Thì Hưng Trừng tặng cho chị 500.000 để mua những cái bộ đồ đẹp đó. Chị khi mà thí dụ như ở nhà thì dơ dái rồi, tại vì người ta không có lại nhà chị. Thì chị cố gắng dọn dẹp sạch sẽ ở rồi không thôi nó bị bệnh hoạn. Mũi quá trời mũi. Mũi thì tại em nè. Nghe là đi mua cho thuốc xịt mũi xịt. Phải dọn dẹp rồi là nó lu sô bu là nó mũi rồi con kiến, con gián đồ nó đủ thứ. Nó mấy cái nước này em uống em dục hết. Dục hết, bao ni lông dục hết. Không được rồi. Bây giờ tặng chị 500.000 mua quần áo mới. À, là để cho chị đẹp đẽ rồi sạch sẽ rồi chị mời giữ số người ta mới ủng hộ cho chị. À, rồi bây giờ cảm ơn anh Hưng Trần đi. Dạ cảm ơn anh nha. Hưng Trần. Anh cảm ơn Hưng Trần. Thấy chị cũng khổ mà thần kinh không ổn định mà. Anh ba nó cho em 500.000 cảm ơn anh. Ba nó bệnh nữa. Ba nó khó khăn. Đây 500.000 của Hưng Trần. Cảm ơn anh để cảm ơn anh em nhận anh 500.000. Không dẹp đâu. Cái nào không xài là bỏ hết. Chị đừng có tiếc. Tại vì mình cũng ở phòng trọ mà. Dạ cảm ơn anh. Rồi mua chai xịt mũi xịt đó. Nhớ mua chai xịt mũi xịt lợi cho nó hiểu không? Cái này giá 500 á, biết không? Với số hết rồi, bắt hết rồi. Vẫn còn với số mua ủng hộ thêm. Thì nó còn số. Thường thường lãnh với số là lúc 4 giờ hả? Rồi bắt đầu đi bán luôn. 1 giờ, 2:30, 1 giờ, 1 giờ lãnh tới 2 giờ về. Ờ, là 1 giờ đi lãnh, 2 giờ đi bán đến chín mấy giờ về? 5:30, 6 giờ. Rồi về ngủ ngơi. Rồi mai sáng bán tiếp không? Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, mình bán mình phải chừa sức khỏe mình lợi, hiểu không? Tết năm nay là không có sắm gì đó, thì ăn uống nhiều khi có người này người kia cho. Thì bây giờ là quần áo là quan trọng nhất, sắm mấy cái bộ đồ đẹp đẹp là Tết đi bán Tết đi người ta. Chứ nhiều khi mình mặc đồ lèn xèn quá mời người ta thì người ta cũng khó chịu quá, rồi người ta cũng mua. Cái thứ hai nữa chị hất tóc hất tai rồi lại cho nó sạch sẽ chị hiểu không? Tết em nghĩ má bị hất tóc à. Ừ. Quan trọng là mình phải sạch sẽ, cái gì cũng sạch sẽ là bây giờ người ta kén chọn dữ lắm.
không có sẻ là người ta không mua ủng hộ, tao muốn mua ủng hộ mình cái người ta thấy mình nó không được sạch á, người ta cũng sợ. Cảm ơn anh cho anh nha, chúc anh năm mới làm ơn rồi. Cảm ơn anh giả đi, chúc anh giả, chúc anh giả nói nha, mình khỏe làm anh có tiền rồi vậy nha, rồi vẫn giữ sức khỏe lại nha, dám buôn bán nha nhau không, lo cho cha ăn, lo cho mẹ, lo cho cha đi, mẹ chết rồi còn cha nữa, cha thì bị loạn. Lâu lâu về cho cha 500 triệu hả, cũng có hiếu ghê ha. Cũng bệnh mà bữa đó số đó cho ông 3 triệu tết đó, cho ông 3 triệu còn khỏe, giờ ông bệnh rồi. Lúc ông còn khỏe giờ ông bệnh rồi, kệ gánh tự bản thân lo đi chứ giờ lo nhau không. Ăn uống vô để có sức khỏe nọ rồi mình muốn bán, hiểu không, bán ngày kiếm được 100 mấy rồi đủ xài bỏ heo ít chút chút định để tiền nhà tiền cửa, nhưng một ngày mỗi tiền nhà 50 đi rồi cái tiền đó nó chút chút đó vậy đó, thì bỏ heo nha không, để có tiền để trả tiền nhà chứ không có tiền nhà cửa mà công người ta đuổi đồng nghiệp em nữa. Bây giờ em nghĩ đi, nhà bây giờ hả, mướn á ghẻ thì ghẻ thì, nhưng mà em phải sạch sẽ cái nhà lại, cái phòng của em quá nhưng mà bề bộn quá đâu, ba ba bự bỏ hết đi đừng có xài nhờ. Gọn gọn lại cái mà bài bộn quá trời. Chị nhớ nghe lời em là dọn dẹp lại hết nè. Mà bây giờ mấy cái chỗ chẳng hạn như chai nước này cũng dọn dẹp nè, bao ni lông rồi dọn dẹp hết sạch sẽ cho em, chứ để không đâu kiến gián là cái thứ nhất chị bị bệnh. Cái thứ hai nữa là thí dụ như mình không có sạch sẽ là nhiều khi chị bán vé số người ta không có mua, nên dọn dẹp sạch sẽ. Nhất là phụ nữ là phải sạch sẽ hả? Với mũi chích nha. Nhiều khi nha, rồi chúc chị dồi dào sức khỏe nha, rồi xong rồi ban buôn bán với số đắt nha. Rồi, cảm ơn, em cũng cảm ơn anh Trần, với cảm ơn anh chị đã coi clip này, thì luôn luôn thương mến ủng hộ cho bé Thanh này dù hoàn cảnh khó khăn, là mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người là buổi trưa vui vẻ, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, năm cũ bước sang năm mới, làm ăn phát tài mà dạng sự như ý, mà tiền vô như nước nha mọi người. Ê nha, rồi, rồi. Cố gắng dọn dẹp sạch sẽ lại. Dạ. Rồi cái gì mà không có xài thì bỏ bớt đi. Rồi xong rồi sắm mấy bộ quần áo mới bán vé số nha em. Dạ cảm ơn anh. Có thể